Sữa dưỡng ẩm chăm sóc da tay Q10. Với dung tích là 200ml, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 4 đến 5 tháng. Hàng chính hãng có giá là 310.000 đồng, đến từ thương hiệu Kose của Nhật Bản. Thì đối với sản phẩm này, nó sẽ thẩm thấu nhanh, duy trì và dưỡng ẩm, làm mịn, chống lão hóa da tay, không gây nhừn rít trên da, mang lại vẻ trẻ trung cho đôi tay. Sản phẩm này phù hợp với tất cả mọi loại da. Thì đối với sản phẩm này, chúng ta sẽ lấy ra một lượng vừa đủ để dùng cho phần da tay khô hoặc là ướt. Sau đó chúng ta massage nhẹ nhàng lên vùng da cho đến khi sản phẩm thẩm thấu sâu vào da. Chất kem bên trong sẽ là dạng sữa sệt có màu trắng đục, mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu khi sử dụng.